Thưa quý vị, 1,7 triệu đồng một con lợn giống, thậm chí tại nhiều nơi thì giá lợn giống đạt tới 2 triệu đồng một con. Câu chuyện tưởng chừng như là khó tin trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi lây lan phức tạp. Tuy nhiên đó lại là sự thật đang diễn ra khi mà mấy tuần qua giá lợn hơi tăng cao, nhiều người dân đã lao vào tái đàn để bán vào dịp cuối năm. Những con lợn giống liên tục được cho ăn thức ăn ngon nhất, miễn là chúng sống qua khỏi đợt dịch tả châu Phi này. Nhà chị Huyên đổ hết vốn liếng và hy vọng vào lứa lợn vừa mới tái đàn mấy ngày qua. Tất cả trông chờ vào dịp Tết sắp tới, giá lợn sẽ tăng cao. Cũng mong nó tăng chứ, cũng mong nó tăng để cho dân nó đỡ khổ. Chăn nuôi cả năm trông chờ mỗi cái đàn lợn vào ngày Tết thì nó chỉ mong con lợn cuối năm lên để cho dân được mừng. Giá lợn hơi dịp Tết sắp tới chưa biết có tăng hay không, nhưng việc đua nhau tái đàn đã ngay lập tức đẩy giá bán lợn giống trong mấy ngày qua tăng cao chóng mặt. Giá lợn giống như trong lúc này đấy là 1,7 triệu một con, 1,6 triệu đến 1,7 triệu một con. Còn cũng có chỗ thì như công ty Dabaco đấy của người ta là 6,5 cân là 2 triệu. Đấy, trong cái thời điểm lúc này nó mới tăng là do cái giá lợn thịt bây giờ hiện tại bây giờ là đã cán mốc 50 và có nơi đã lên 55. Vì những người chăn nuôi người ta thua lỗ rồi thì ai người ta cũng muốn là vào tái đàn thêm để người ta gỡ gạc lại cái lỗ vừa rồi thôi. Ông Tám cho biết, chỉ cần giá lợn hơi duy trì 50.000 đồng một kg như hiện nay thì việc tái đàn sẽ diễn ra rất mạnh, không ai quản lý nổi. Tái đàn bây giờ nó phụ thuộc vào giá cả anh. Cứ giá cao người ta ùa vào có thế thôi. Giá lợn nó mà cao thì người dân bây giờ người ta vào lợn rất. Cứ đắt là lui thế dân mới chết. Rồi nói chung là toàn bộ là ai cũng vào lợn nhiều lắm, dân mình. Bây giờ lợn bây giờ nó lên một cỡ tầm 50 thì người ta người dân bây giờ ta gây dần gà thì tầm độ 4 5 tháng sau gà con đầy lợn này. Tái đàn lợn để gỡ nợ. Nhà ông Quang xác định lần tái đàn này sẽ là canh bạc lớn. Thì bây giờ gia đình giá lợn nó lên cao là gia đình chúng tôi là quyết định là tái đàn vào thêm lấy 300 con lợn. Vợ chồng tôi đây là cũng đang là muốn là đánh bạc vào đây. Cái canh bạc để xem là nó có gỡ gạc thêm được cái bù được cái lỗ vừa rồi được thêm tí nào để nó đỡ vất vả cho gia đình. Tất cả hy vọng nhà chị Huyên bây giờ đặt cả vào dãy ô chuồng nuôi này. Tuy nhiên, những con lợn này không biết có sống và vượt qua được dịch tả châu Phi trong thời gian tới hay không. Thưa quý vị, đến thời điểm này thì dịch tả lợn châu Phi đã lan ra toàn bộ 63 tỉnh thành của cả nước, khiến cho hơn 4 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy, bao hộ chăn nuôi thì rơi vào tình cảnh là nợ nần phá sản. Và từ đó mà nhiều người chăn nuôi đã quyết định tái đàn nhằm gỡ gạc phần nào vốn liếng cũng là chuyện dễ hiểu phải không ạ? Vâng, tuy nhiên thì trước việc mà người dân tái đàn lợn một cách ồ ạt như vậy thì Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cảnh báo là việc ồ ạt tái đàn vào lúc này sẽ vô cùng rủi ro và thậm chí là sẽ mất trắng bởi vì dịch tả lợn châu Phi tại nước ta thì vẫn đang lây lan và tàn phá một cách ghê gớm. Nhà bà Như vừa vào đàn 300 con lợn. Để đối phó với dịch tả lợn châu Phi, nhà bà Như thực hiện chủ trương bất cứ cái gì cũng phải khử trùng, tiêu độc. Cái tiền này là người mua lợn là người ta trả là mình cũng phải sát trùng qua rồi mình mới lại mang mình cất đi, xong là mình phơi xong mình mới cất đi. Chứ không nhà tôi là không bao giờ tôi tin tưởng một cái gì cả trong cái lúc dịch châu Phi này. Quan điểm của chúng tôi là trước khi bất cứ một vật gì nhỏ nhất vào trong trại chúng tôi cũng phải sát trùng như này. Thuốc thú y là tôi cũng sát trùng hết rồi. Không bỏ qua một cái gì mà bất cứ một cái nhỏ nhất. Phía sau tôi đây là khu trang trại, tôi vừa mới tái đàn 300 con lợn. Bây giờ tôi đang phát quang bụi rậm này đi để vệ sinh an toàn sinh học để giữ cho đàn lợn này. Bây giờ thì chỉ có cách giữ vệ sinh an toàn sinh học thôi vì vaccine nó không có rồi. Thì là phải giữ vệ sinh an toàn sinh học để chăm lo cho cái đàn lợn này. Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng việc khử trùng và bảo vệ đàn lợn có tốt đến mấy, nhưng với giá lợn giống cao tới 1,7 triệu đồng, thậm chí là 2 triệu đồng một con như hiện nay, thì người chăn nuôi cũng khó tồn tại. Nếu mà 1,7 đến 2 triệu một đồng một con giống lợn thịt ý, thì chúng ta có hy vọng chúng ta nuôi có lãi không? Nên tôi cho là như vậy giá con giống là quá cao.
mà sao chúng ta giữ được con giống, nếu cao nhất thì cũng tầm 1,5 triệu trở về. Việc người dân tái đàn ồ ạt trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan quá mạnh như hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã lên tiếng đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần có ngay chính sách quản lý chặt chẽ. Làm rõ ngay từ bây giờ là cái việc đưa ra các quy định rất rõ ràng về cái việc tái đàn. Ví dụ quy định là khu vực nào, quy định trại như thế nào, hoặc là quy định cơ quan nhà nước kiểm tra như nào thì mới được vào tái đàn. Đó, cái đó là một trong những cái mà việc đầu tiên mà cơ quan nhà nước làm được ngay. Vấn đề thứ hai đó là đưa ra các cái chính sách cụ thể, các quy định cụ thể về cái việc mà những cái người tham gia vào trong hoạt động chăn nuôi. Ví dụ quy định về khu vực chăn nuôi, quy định về điều kiện chăn nuôi phải chặt chẽ hơn. Thì chúng ta nói rồi là nếu đủ điều kiện thì người chăn nuôi tái đàn, chưa đủ điều kiện thì phải khắc phục để đủ điều kiện. Còn nếu mà không đủ điều kiện, cơ quan thú y, cơ quan chính quyền địa phương mà yêu cầu là chưa đủ các điều kiện như vậy mà người chăn nuôi vẫn cố tình tái đàn, thì tôi nói rằng khi xảy ra những cái chuyện đấy là rủi ro về dịch bệnh đấy, thì chúng ta không hỗ trợ đó, thì rõ ràng là người chăn nuôi cũng không dám nuôi. Cục chăn nuôi khẳng định tái đàn chăn nuôi lợn lúc này sẽ cực kỳ rủi ro. Và nếu người dân cứ bất chấp mở rộng đàn khi chưa có ý kiến của cơ quan chức năng, thì khi bị dịch, hoàn toàn sẽ không được nhà nước hỗ trợ.